Mẹ kế tuổi Thìn. Tác giả Nguyễn Hiền. Tập 4. Thanh Duy và mẹ về đến nhà thì gặp ông Hoàng từ trong nhà đi ra. Anh nói với ba: Ủa, ba đi đâu vậy? Ba đi gặp đối tác. Có chuyện gì không? Tại sao con lại quay về? Còn bà nữa, mới sáng ra đã muốn gây chuyện rồi. Bà Kiều không nói gì mà dùng dằn đi vào nhà, làm ông Hoàng ngạc nhiên. Kéo tay con trai, ông hỏi nhỏ: Mẹ con bị sao vậy? Lại gây chuyện ở đâu rồi à? Hôm qua ba với mẹ xảy ra chuyện gì mà mẹ đến công ty đánh cô Vi trợ lý của chú Thắng đến nỗi ngất xỉu phải đi cấp cứu rồi? Ông Hoàng không tin những lời con vừa mới nói, liền hỏi: Con vừa mới nói cái gì? Nói lại cho ba nghe coi, bà ấy có bị điên hay không hả? Tại sao lại đánh người ta chứ? Mai đưa vô bệnh viện. Nghe nói là chú Thắng. Ông Hoàng ngồi phịch xuống ghế ngao ngán: Bây giờ thì mặc kệ bà ta đi, để cho chú Thắng xử. Con cũng còn mặt mũi nào mà tới công ty làm nữa. Nói rồi Thanh Duy đi thẳng vào nhà, lên phòng đóng cửa lại. Anh thật sự không thể ngờ sự việc lại xảy ra như vậy. Anh muốn được lên bệnh viện xem tình hình sức khỏe của cô thế nào và xin lỗi thay mẹ. Nhưng vì có chú Thắng ở đó nên anh rất ngại, cầu mong vết thương nhẹ để cô sớm trở về. Dưới nhà, hai ông bà Kiều đang cãi nhau. Từ khi nghe con trai nói bà Kiều đến tận công ty gây sự với cô gái trợ lý mới của chủ tịch mà ông Hoàng bức xúc. Biết tính vợ vốn ngang ngược, nhưng ông không nghĩ rằng bà dám đến tận công ty để gây sự đánh người ta. Mà cô ấy thì có liên quan gì đến bà chứ? Đã vậy, khi ông hỏi nguyên do thì bà Kiều không có nhận lỗi mà đổ cho ông và cô ấy cặp bồ, còn dựng chuyện ông cho cô ta 50.000 USD để mẹ cô ta phẫu thuật gan. Không hiểu cơ sở nào mà bà ta lại nghĩ ra được những cái trò đó và đổ cho ông ngoại tình. Thanh Duy bịt tai lại, anh không muốn nghe bất kỳ chuyện gì liên quan đến mẹ. Nhưng khi nghe tiếng mẹ hét thật lớn, đổ cho ba ngoại tình với Thanh Vi, thì anh không có chịu nổi mà chạy xuống hét lên: Mẹ có im đi không? Con sẽ đi khỏi cái nhà này, con không còn mặt mũi nào mà đến công ty làm nữa. Bà Kiều quay ngoắt lại chỉ vào mặt con trai hét lớn: Mày nói cái gì? Hai cha con mày đều là qua mắt với một đứa con gái, không có ra cái gì, rồi về nhà đổ hết tội lỗi lên đầu mẹ, đúng không? Bà có ra cái gì không mà nói người ta như vậy? Tôi còn không biết cô ta là ai, bỗng dưng bà gấp lửa bỏ tay người mà không sợ bị quá báo à? Bà Kiều cười mỉa: Ông cũng khéo chối đó chứ. Chính cô ta nhận với tôi là ông chu cấp cho cô ta 50.000 USD để mẹ cô ta phẫu thuật. Vậy mà bây giờ ông có gan làm như không có gan chịu. Nhất định tôi sẽ đòi lại cái số tiền đó đủ cả vốn lẫn lời, không thiếu một xu. Bà! Vì quá ức ức, ông Hoàng chỉ thẳng mặt bà Kiều mà cổ họng tắc nghẹn không nói được lời nào. Ông chỉ thốt lên một tiếng rồi gục xuống bàn. Đúng lúc này thì xe của ông Thắng cũng vừa mới tới cổng. Bà Kiều đang hung hăng chửi chồng mắng con, nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy ông Thắng thì mặt tái mét, định nhanh chân đi vào nhà. Nhưng ông Thắng nói lớn: Bà định đi đâu? Đứng lại đó mà đòi tiền chứ. Tôi đang trả tiền cho bà đây. Cả ba người cùng ngơ ngác không hiểu câu nói đó là như thế nào, bởi chính ông Hoàng và Duy cũng không biết về số tiền này. Vậy tại sao ông Thắng lại nói như vậy? Chính bà Kiều cũng tưởng thật nên có vẻ chờ đợi, thậm chí còn nhếch mép nở nụ cười. Vậy mới đúng chứ. Tiền của mình thì trước sau cũng về mình thôi. Số tiền này tôi sẽ giao cho người nào đã chuyển khoản cho bệnh viện nộp tiền phẫu thuật cho mẹ cô Vi, trợ lý của tôi. Nói xong, ông Thắng đặt cái thẻ ATM màu đen quyền lực lên bàn, rồi nhìn ba người chờ đợi. Lúc này, bà Kiều quay sang nhìn chồng, còn ông Hoàng thì cúi đầu không nói gì. Thấy chồng im lặng, bà Kiều càng cười lớn, định giói tay cầm lấy cái thẻ, thì ông Thắng vội giật lại. Chị là người đưa số tiền đó, đúng không? Vậy yêu cầu chị sao kê tài khoản ngân hàng thì tôi sẽ chuyển ngay cho chị. Tiền của chồng tôi thì cũng là tiền của tôi.
quay sang ông Hoàng, ông Thắng dằn từng tiếng. Vậy anh có chuyển khoản số tiền đó cho bệnh viện không? Ông Hoàng nói dứt khoát. Không, tôi không có chuyển và cũng không biết cô ta là ai. Lúc này bà Kiều tái mặt ấp úng. Ông đừng có chối, nếu ông không có chuyển thì ông đại gia cặp với nó là ai? Nét mặt của ông Thắng đỏ lên dữ tợn. Chị có quyền gì mà điều tra người ta? Chị không bỏ tiền ra cũng không quen không biết mà bỗng dưng đến đòi nợ. Chị không biết xấu hổ à? Vậy cớ gì mà chị tự cho mình cái quyền hành hung người ta? Chị đã vi phạm tội làm nhục người khác và hành hung dẫn đến gây thương tích. Tôi không thể nhân nhượng mà để pháp luật trừng trị cho chị. Cái gì? Chú vừa nói cái gì? Cô ta dám tố cáo tôi hả? Chị là cái thá gì mà người ta không dám tố cáo? Rồi ông lấy điện thoại gọi cho ai đó. Cậu cứ theo pháp luật mà làm đi. Vừa nghe thấy liên quan đến pháp luật, mặt bà Kiều bỗng tái đi ấp úng. Cũng chỉ là hiểu lầm thôi, mong chú bỏ qua. Dù sao cô ta cũng chỉ là người dân, chú can thiệp mà làm gì? Đến lúc này, ông Hoàng không chịu được nữa, đập mạnh tay xuống bàn hét lớn. Bà có im ngay đi không? Cũng bởi cái thói hay ghen bóng quen gió rồi làm điều săn bậy, tôi là chồng mà cũng chịu hết nổi rồi đây. Bà Kiều cũng không vừa. Ông chưa nói cái gì? Ông không chịu nổi tôi thì làm được gì chứ? Ly hôn đi. Tôi không thể sống với cái nhà này thêm một ngày nào nữa. Ông nói cái gì? Bà Kiều quá bất ngờ trước câu nói của chồng. Bởi từ trước tới bây giờ, chỉ có bà dám nói chứ ông thì không bao giờ. Hơn nữa, lại có ông Thắng ở đây. Chồng bà nói như vậy há chẳng phải làm bà mất mặt hay sao? Thật tình bà hay mạnh miệng, chứ thật ra bà không muốn ly hôn. Ông Hoàng chồng bà mặc dù xuất thân nhà nghèo, nhưng được cái chăm chỉ, tất cả mọi công việc ở công ty đều do ông làm và mang tiền về, chứ bà có làm được cái gì đâu. Bây giờ bà biết ăn nói như thế nào, vì có mặt ông Thắng ở đây nên bà cũng không có thể làm mình mất sĩ diện. Chuyện tôi với ông sẽ giải quyết sau, nể tình Dưỡng Thắng mà tôi tạm thời chưa có ý kiến. Lúc này Duy cũng từ trên lầu đi xuống cúi chào ông Thắng. Con chào Dưỡng. Ông Thắng chỉ liếc nhìn mà không trả lời. Tay vẫn cầm cái thẻ ATM mà gương mặt vẫn lầm lì, làm cho Duy cũng chột dạ. Vì đang điều trị ở bệnh viện nào vậy Dưỡng? Hỏi làm cái gì? Biết để đến giết hay sao? Con... Hai mắt dằn đỏ, ông Thắng nhìn thẳng mặt Duy dằn từng tiếng. Cậu nói thích cô ấy đúng không? Vậy cậu đã làm được cái gì để bảo vệ cô ta? Khi gia đình người ta gặp nạn thì cậu đã làm cái gì? Bây giờ cậu còn để cho mẹ mình đến hành hung người ta đến trọng thương mà vẫn tỏ ra bình thường. Vậy cậu nói đi, cậu thương cái gì chứ? Những lời ông Thắng nói, mặc dù gay gắt nhưng rất đúng. Duy cảm thấy mình hoàn toàn vô dụng và bất lực khi không bảo vệ được người mình yêu. Chưa dừng lại ở đó, ông Thắng nói tiếp. Trong lúc nguy cấp khi tính mạng của mẹ bị đe dọa, cậu có biết cô ấy đã làm cái gì không? Cô ấy đi bán trình đó. Với điều kiện phải đủ số tiền 50.000 USD để phẫu thuật cho mẹ. Khi biết người con gái đó có hiếu để cứu mẹ, làm tôi cảm động và ra tay cứu giúp mà không có bất cứ một điều kiện gì. Vậy mà mẹ cậu lại nghiễm nhiên đến đòi tiền thì thật là vô lý. Tiền của mình đâu mà đòi. Hơn nữa, lại còn hành hung của ta đến trọng thương. Trước đây tôi không có can thiệp, nhưng bây giờ cô Vi đã là nhân viên thì tôi không có tha thứ cho bất kỳ ai dám động đến cổ. Duy ôm mặt. Cháu xin lỗi, thực tình khi nghe mẹ cô ấy cần phẫu thuật, cháu đã về năn nỉ mẹ giúp đỡ, nhưng mẹ cháu cương quyết từ chối. Sự việc xảy ra rồi thật là bất ngờ. Ông Hoàng lắng nghe từ nãy tới bây giờ, mới hiểu hết được lòng dạ ích kỷ của vợ mình. Ông lên tiếng. Hóa ra cô ấy là bạn của thằng Duy. Khi con về cầu xin mà bà dứng dưng không có giúp đỡ, đã vậy còn nở gấp lửa bỏ tay người, đổ cho tôi thế này thế nọ. Tôi thiết nghĩ một người vợ, người mẹ như bà thật là hết thuốc chữa. Tôi sẽ cho luật sư đưa đơn ly hôn cho bà. Còn ký hay không là do bà quyết định. Bà Kiều nãy giờ ngồi im khi nghe ông Thắng nói đến cô gái tên Vi. Hóa ra những thông tin mà cô Ngọc nói không phải sai. Chỉ là chưa có chính xác, nhưng không biết những lời ông Thắng nói ra có đúng hay không. Bà không tin khi một người đàn ông bỏ ra một số tiền lớn với một cô gái mà không làm gì. Nếu đúng như lời ông Thắng nói thì bà lại càng phải ngăn chặn không cho hai người có cơ hội đến với nhau. Bà chợt nhớ đến Ái Liên, cô con gái duy nhất của ông Thắng. Nếu ông Thắng không có đi bước nữa thì rõ ràng tất cả tài sản đều là cháu gái của bà. Còn nếu ông ấy lấy vợ
thì chuyện phân chia tài sản là do ông quyết định. Bà chợt xuống nước năn nỉ ông Thắng. Tất cả chỉ là hiểu lầm. Tôi tưởng ông Hoàng cặp bồ rồi lấy tiền đi giúp cô ấy nên mới ra tay. Thôi thì dù sao mình cũng là người nhà nên dễ bỏ qua. Xin Dượng nghĩ đến những ngày vì ba còn sống mà bỏ qua cho tôi. Tôi làm vậy cũng chỉ là để bảo vệ tài sản cho gia đình mình. Thời bây giờ toàn là gái đi lừa tiền lừa tình. Dượng cũng có tuổi rồi, không lẽ lại còn định đi bước nữa hay sao? Cuộc sống của tôi không lẽ lại phải nhờ chị chỉ dạy hay sao? Tiền của tôi là do tôi quyết định, không cần chị can thiệp. Nhưng còn cháu tôi nên tôi phải bảo vệ cho nó. Ông Thắng đứng dậy, chỉ thẳng vào mặt của bà Kiều mà dằn từng tiếng. Tôi nể tình chị là chị của người vợ quá cố mà nhân nhượng rất nhiều. Nhưng chuyện gì cũng chỉ có giới hạn. Việc lấy vợ hay không là quyền của tôi. Hiện nay tôi đang sống độc thân. Ngay những lúc ốm đau cũng không có được con gái nấu cho một chén cháo. Nó chỉ hỏi đến tôi mỗi khi cần chuyển tiền. Vậy chị nói đi, tôi tiền nhiều để làm cái gì? Nói xong, ông đứng dậy đi thẳng ra ngoài, làm cho bà Kiều cứng họng không nói thêm được lời nào. Nhưng bà hoàn toàn bất ngờ khi ông Hoàng cũng theo xe đi luôn. Còn Thanh Duy đứng như trời trồng giữa nhà. Anh đã hiểu mình không còn cơ hội đến với Vi nữa. Nhưng còn chú Thắng, không lẽ Vi lại chấp nhận lấy người đàn ông bằng tuổi cha mình chỉ vì đã giúp đỡ mẹ phẫu thuật hay sao? Rồi cuộc sống giữa hai thế hệ liệu có hạnh phúc không? Nếu đúng như lời chú Thắng nói, thì anh không còn mặt mũi nào mà ở lại đây nữa. Anh sẽ ra đi đến một nơi thật xa và quên đi hết tất cả những quá khứ đau buồn. Còn đứng đó làm cái gì? Ra kéo ba mày lại! Tiếng quát của mẹ làm cho Duy giật mình, cắt đứt dòng suy nghĩ. Anh không chạy ra chỗ ba mà quay sang mẹ nói lớn. Tất cả là do mẹ. Con cũng không có sống ở cái nhà này nữa, để cho mẹ vừa lòng. Đi hết đi! Đi hết! Trời ơi! Tại sao không có ai chịu hiểu cho tôi chứ? Chợt bà nghĩ đến Ái Liên. Phải rồi, phải gọi con bé về ngay để ngăn chặn cái vụ này lại. Đang yên, đang lành, tự nhiên cho con nhỏ đó 1 tỷ mấy. Tiền chứ có phải là giấy đâu. Mình không có quyền, nhưng con Ái Liên thì làm được. Phải bắt con đó trả lại từng đồng từng cắc, nhất định không thiếu một xu. Alo, con nghe nè bác hai. Tiếng Ái Liên ở đầu dây bên kia làm cho bà giật mình, cắt ngang dòng suy nghĩ. Bà giả bộ khóc thúc thích. Con ơi, bác khổ quá con à. Bác à, có chuyện gì bác cứ bình tĩnh nói con nghe. Xảy ra chuyện rồi con về ngay đi, cậu không kịp đó. Nhưng là chuyện gì chứ, bác nói con nghe thử coi. Ba mày sắp lấy vợ rồi. Cái gì? Được, con về liền. Cúp máy, bà nhoẻn miệng cười. Chờ cho con nhỏ Ái Liên về, thì con Vi kia sống không bằng chết. Bà chỉ là chị vợ quá cố của ông Thắng, nên không làm gì được. Nhưng con nhỏ Ái Liên thì lại khác. Thử hỏi, đứa con gái nào mà dám dây đến tiền và quyền thừa kế của nó chứ? Màn kịch chỉ mới bắt đầu thôi. Hãy chờ đó. Rời nhà bà Kiều, ông Thắng không dội về công ty, mà ông ghé mua bó hoa Huệ Trắng, rồi chạy ra nghĩa địa. Từ trước tới bây giờ, mỗi khi gặp chuyện gì là ông hay có thói quen tâm sự với vợ, y như từ khi bà còn sống, cho đến khi hôn mê rồi bỏ ông mà ra đi. Vừa mới dừng xe, ông xuống mở cốp lấy bó hoa, thì bỗng chợt giật mình, khi nhìn thấy một người đàn ông trung tuổi mặc áo đen đang đứng chắp tay trước mộ vợ. Đầu cúi xuống thật thấp, nghĩ mình nhìn lầm nên ông đi về phía mộ vợ thật nhanh. Nhưng cũng thật kỳ lạ, khi đến nơi, ông không nhìn thấy ai cả. Có lẽ người đó khi phát hiện ra ông thì cũng đã rời đi thật nhanh. Sở dĩ ông Thắng khẳng định như vậy vì trên mộ bó hoa Huệ Trắng và 3 nén nhang vẫn còn đang cháy. Ông Thắng thắc mắc, và không biết người đàn ông đó là ai, có quan hệ gì thế nào với vợ. Nếu là người quen, thì tại sao lại phải tránh mặt khi gặp ông chứ? Ông hiểu vợ, bà Thu sống hiền lành và một mực thương chồng thương con, bà sống kín đáo sau lưng chồng, khác hẳn với tính khí ương bướng của chị gái là bà Kiều. Con gái ông Ái Liên cũng ảnh hưởng bởi cái tính đanh đá và có phần ích kỷ của bà Kiều. Vợ ông quá hiền lành, suốt ngày ở nhà rất ít khi đi đâu, cũng không có ăn mặc xe xua như những người khác.
Vậy thì không thể nói bà đã phản bội ông. Nhưng việc người đàn ông xuất hiện ở nơi này cũng không thể nói là vô tình. Tiếc rằng lúc đó ông không kịp chụp hình lại. Lặng lẽ ngồi xuống bên mộ, tiện tay lau sạch những hạt bụi vương trên tấm hình của vợ. Ông thì thầm tâm sự với vợ và cũng là nói với chính mình. Từ ngày em rời bỏ anh mà ra đi, anh sống cô độc một mình và không ngừng thương nhớ em. Nay anh muốn chấm dứt những ngày tháng đơn côi và bắt đầu lo lắng cho sức khỏe của mình những ngày cuối đời. Em cho phép anh kết hôn một lần nữa. Nếu có kiếp sau, nhất định mình phải tìm nhau. Nhất định anh sẽ tìm em. Bà Thu trong tấm hình nhìn ông cười hiền lành. Ngày còn tỉnh táo, bà đã khuyên ông nên tìm một người phụ nữ để thay bà chăm sóc ông những năm tháng cuối đời. Không phải ông không có nghĩ đến cái điều đó, nhưng những người phụ nữ đó, ông có cảm giác hình như đến với ông chỉ vì tiền. Và một điều quan trọng là ông không hề rung động. Chính vì điều đó nên ông đã tìm cách từ chối. Khi ông gặp Thanh Vi, cô gái chỉ đáng tuổi con ông, nhưng không hiểu sao ông lại muốn được quan tâm. Ông đã suy nghĩ đắn đo suốt 2 năm trời để tự xác định lại tư tưởng của mình. Nhưng thật kỳ lạ là ông càng muốn quên thì lại càng hay nghĩ đến cổ. Và rồi, sau lần Thanh Vi bị bà Kiều hành hung, thì ông đã đi đến quyết định. Thắp 3 nén nhang lên mộ vợ, ông lặng lẽ rời nghĩa trang để về nhà. Nhưng không hiểu sao, ông lại lái xe đến bệnh viện nơi Thanh Vi đang điều trị. Vừa nhìn thấy ông, thằng Hùng vội kêu lên. Chủ tịch ơi, con với mẹ đang ở đây nè. Bà Lan nhìn ông có vẻ không tự nhiên của người mang ơn. Hình như ông Thắng cũng hiểu được cái điều đó, nên vừa cười vừa cúi chào. Hai mẹ con vào gặp em Vi chưa? Bà Lan không trả lời vào câu hỏi của ông, mà hỏi lại. Chủ tịch, cho tôi hỏi, cháu Vi nó té như vậy mà sức hết mặt mũi và da đầu. Lúc cô ấy gặp nạn tôi cũng chưa có tới, nhưng may không có sao đâu, nên gia đình đừng có quá lo lắng. Tôi vào coi tình hình thế nào cái đã. Ông Thắng nói xong thì đi vào phòng. Còn bà Lan khi thấy chủ tịch nói như vậy nên bà cũng chỉ biết im lặng không nói gì. Từ ngày biết ông là người đã cứu mạng mình nên bà rất ngại tiếp xúc. Những lần bất đắc dĩ như vậy bà mới phải chịu, nếu không bà toàn là né tránh mà để cho con gái tự tìm cách giải quyết. Nhìn Thanh Vi nằm ngủ với hơi thở mệt nhọc, ông Thắng lặng lẽ ngồi bên cạnh như chờ đợi. Linh tính như có người đang nhìn mình làm cô tỉnh giấc. Thấy ông Thắng đang nhìn mình mỉm cười, cô bối rối ngồi dậy, nhưng ông đã ấn vai cô nằm xuống rồi nhẹ nhàng nói. Em thấy trong người như thế nào? Em khỏe. Anh xin cho em về nhà đi. Ông nhìn vào mắt cô, nói hết sức nghiêm túc. Anh mới giải quyết cái vụ bà ta làm nhục, hành hung em. Thôi bỏ đi anh à, dù sao thì bà cũng chỉ là vợ. Thôi bỏ đi anh, dù sao thì bà ta cũng chỉ là chị vợ anh, hơn nữa còn là mẹ của Duy nữa, em không có muốn làm Duy khó xử. Ông Thắng cau mày. Em lo cho cậu ta khó xử, nhưng còn anh thì sao? Em có nghĩ đến sức khỏe của mình không? Nếu như hôm đó anh không về kịp thì sao đây? Nếu nhân nhượng một lần thì rồi cũng sẽ có lần khác, nhất là bà ta gọi con gái anh về đó. Nghe thấy vậy thì Thanh Vi hoảng sợ vô cùng. Cô hỏi với giọng lo lắng. Bây giờ phải làm sao? Em sợ lắm. Nhìn vào mắt cô, ông nói với thái độ nghiêm túc. Anh không thể lúc nào cũng ở bên cạnh để bảo vệ cho em. Chính vì vậy chúng ta phải đi trước một bước. Là làm sao? Trước khi nói ra ý này, anh mong em phải hiểu cho đúng. Còn quyền đồng ý hay không thì do em quyết định. Anh làm em sốt ruột quá à. Anh nói đi. Anh muốn kết hôn với em. Không chờ ông Thắng nói hết câu, Thanh Vi nhảy cẩn lên. Cái gì? Kết? Cô chưa kịp nói ra câu cuối thì ông Thắng vội bịt miệng. Em nói nhỏ nhỏ thôi, người ta nghe được bây giờ đó. Tiếng cô khẽ khẽ, chỉ đủ 2 người nghe, nhưng vẫn vô cùng ngạc nhiên. Anh vừa nói cái gì? Kết hôn hả? Mình có yêu nhau đâu mà lấy, em không có chịu đâu. Ông Thắng cười.
Bình tĩnh nghe nói hết câu cái đã. Anh không có ép em phải lấy anh, mà anh chỉ muốn em ký vào bản hợp đồng hôn nhân với thời hạn 3 hay 5 năm là do em quyết định. Thanh Vi im lặng. Việc này cô cũng đã từng nghe hay đọc được ở đâu đó. Là hai người kết hôn, nhưng theo thời gian trên hợp đồng, nếu hết thời gian đó mà hai người thấy không có còn cần đến nhau nữa, thì hợp đồng hôn nhân đó sẽ không còn giá trị. Nhìn ông Thắng đang chờ đợi, cô không biết phải quyết định thế nào nên nói bừa. Em đồng ý. Nhìn vào hai mắt cô, ông hỏi. Đây là việc hệ trọng, nên em phải suy nghĩ cho kỹ. Sợ gì anh phải làm như vậy thì mới có đủ tư cách để bảo vệ em trước tất cả mọi người, nhất là con gái anh khi nó nghe tin và trở về. Nhưng em đừng có lo, ngoài số tiền phẫu thuật thì anh còn tặng em 10% cổ phần ở tập đoàn. Nếu một khi biết em là vợ anh thì không ai dám làm gì nữa. Thanh Vi lại im lặng. Việc này cô không biết phải nói với mẹ như thế nào. Nếu cô đồng ý ký vào hợp đồng hôn nhân thì đồng nghĩa cô phải chuyển về sống trong căn biệt thự của ông. Từ ngày ba qua đời, ba mẹ con đùm bọc lẫn nhau. Nếu bây giờ cô về nhà ông ấy ở, thì chỉ còn mình mẹ và em Hùng sẽ buồn lắm. Thấy cô im lặng, ông hỏi tiếp. Ý em thế nào? Có gì cứ nói ra đi, để cùng nhau tìm cách giải quyết. Ngập ngừng giây lát, Thanh Vi nói. Em chỉ lo cho mẹ thôi. Ông Thắng cũng im lặng. Đây chính là điều mà ông lo lắng nhất. Biết nói thế nào để cho bà Lan hiểu, thế nào mẹ cô cũng đánh giá ông chính là cái loại tầm thường, lợi dụng cho cô vay tiền rồi ép cô phải lấy mình. Trong khi bản thân bằng tuổi cha tuổi chú con bé, mà với ông phải nói sự thật, không thể nói dối được. Bây giờ phải thế nào chính ông cũng thấy lúng túng. Một lát sau, Thanh Vi quả quyết. Em sẽ nói với mẹ, anh yên tâm đi. Em nói thế nào? Chuyện ký hợp đồng hôn nhân tuyệt đối không có thể để cho người khác biết. Anh sẽ nhờ luật sư làm việc này. Bây giờ anh lên gặp viện trưởng xem tình hình của em như thế nào. Ngày mai có thể ra viện rồi. Ông mở cửa đi ra ngoài. Còn lại một mình, cô cứ nằm suy nghĩ. Việc mình đồng ý ký vào bản hợp đồng hôn nhân liệu có vội vàng không? Nhưng mặc dù cô chưa hề yêu ông, nhưng ở cô là sự kính trọng và khâm phục. Cô có thể khẳng định ông Thắng là người tốt. Nếu như được chăm sóc cho ông, những năm tháng cuối đời thì cũng xứng đáng. Nghĩ vậy nên cô ra ngoài gọi mẹ. Con có chuyện muốn nói với mẹ. Chuyện gì vậy con? Mai mốt nói được không? Dạ không, ngay bây giờ. Quay sang Hùng, cô nói. Hùng đi ra ngoài để chị nói chuyện với mẹ. Có chuyện gì vậy chị hai, cho em nghe với. Chị sẽ nói với em sau. Khi Hùng đi rồi, Thanh Vi mới kể cho mẹ nghe tại sao cô được ông Thắng giúp đỡ cái số tiền để cứu mẹ khi cô quyết định bán Trinh Tiết. Nếu như không có ông ấy giúp đỡ, thì cuộc đời cô cũng không biết đang trôi dạt nơi nào. Và bây giờ, cô muốn lấy thân mình để báo đáp công ơn của ông ấy, được chăm sóc cho ông những năm tháng cuối đời. Bà Lan im lặng nghe con gái nói, mà hai hàng nước mắt không ngừng tuôn rơi. Tất cả cũng vì bà mà con gái phải khổ. Nhưng bây giờ, trước tình cảnh này, nếu bà đồng ý, thì thương con gái, nếu như gặp phải người đàn ông vũ phu, rồi cuộc hôn nhân hai thế hệ, liệu có sống hạnh phúc với nhau được không? Còn nếu bà không đồng ý, thì người mẹ này quả là không còn mặt mũi nào để nhìn ai nữa. Ông ấy đã cứu mạng của bà mà không có một điều kiện nào, không phải hễ cứ có tiền là cứu giúp người khác. Thôi thì bà cũng chép lưỡi mà để cho con gái tự quyết định cuộc sống của mình. Con lớn rồi nên có thể tự quyết định cuộc sống của mình. Mẹ già cũng không có biết được ở bên các con được bao nhiêu nữa. Vậy là mẹ đồng ý phải không mẹ? Bà lẳng lặng nhìn con gái rồi gật đầu. Tự nhiên theo phản xạ hay vui thật mà cô ôm chồng lấy mẹ cảm động. Con cảm ơn mẹ. Nhìn nét mặt của con cười hớn hở mà lòng người mẹ đau như dao cắt, bà vội quay đi lau nhanh giọt nước mắt đang rơi xuống gò má. Vậy là con gái bà sắp đi lấy chồng, người ta thì tìm hiểu yêu nhau rồi cưới, còn con gái bà đi lấy chồng không khác nào bán thân cứu mẹ.
Bà bất lực nhìn con mà không giúp được gì. Chỉ cầu nguyện cho con được ông ấy che chở, được bình an là bà hạnh phúc lắm rồi. Vừa về đến cửa, Ái Liên thấy xe có ba đầu ở trên sân nên cô đi thẳng vào nhà. Chợt cô sững người khi thấy đôi giày nữ để cạnh đôi giày của ba trong tủ dép, thì tỏ ra tức giận. Mặc dù nghe bác hai nói về việc ba có ý định lấy vợ, nhưng cô không ngờ sự việc lại diễn ra nhanh đến vậy. Bước vào phòng khách, cô không thấy ba đâu. Bỗng tiếng cười rút rít từ trên đầu làm cho cô tò mò. Ái Liên tức giận ném cái vali vào phòng và cố ý đóng cửa phòng thật mạnh nhằm đánh động cho hai con người kia biết sự hiện diện của cô trong cái nhà này. Đang mãi quét dọn trong phòng, bỗng nghe tiếng động lớn từ phòng con gái. Ông Thắng giật mình, biết cô đã về nên ghé đầu tai của Thanh Vi nói nhỏ. Con gái anh đã về, em cứ để cho anh xử lý. Dạ. Ông Thắng mở cửa đi sang phòng con gái la lớn. Con về mà làm cái gì vậy? Định phá cái nhà này hay sao? Nhà của mẹ thì con cũng muốn phá đi còn hơn để cho ba rước gái về nhà hú hí. Bóp một cái, ông Thắng thẳng tay tát vào mặt con gái. Bị tát quá bất ngờ, Liên hét lên. Ba gì của ta mà đánh con? Miệng nói nhưng cô ta đã chạy ngay sang phòng của ba, làm cho ông Thắng không kịp xử lý. Lúc này Thanh Vi đang đứng trên cái ghế để soạn đồ trong tủ áo nên không kịp cảnh giác. Ái Liên thẳng chân đạp vào cái ghế làm cho cô té xuống đất. May mà vai phải đụng vào cái nền gạch, nếu không thì đập đầu xuống rồi. Vì quá đau đớn nên cô chưa kịp ngồi dậy thì Liên định giơ chân đạp vào đầu. May mà ông Thắng vừa vào kịp. Nhìn thấy Thanh Vi đang nằm sóng sòi dưới nền nhà, còn Ái Liên thì đang giơ chân định đạp vào đầu cô. Không kịp suy nghĩ, ông thẳng tay kéo con gái ra ngoài và đóng cửa phòng lại để cấp cứu cho Vi. Vì té từ trên cao lại bất ngờ nên cô không kịp phản ứng, vai phải đập mạnh xuống nền nhà, đau muốn rời luôn cánh tay. Ông Thắng vội ẵm cô ra xe rồi nhanh chóng chạy đến bệnh viện. Cầm kết quả chụp X-quang, Thanh Vi bị rạn xương vai mà mặt ông đỏ lên vì tức giận. Ông không ngờ con gái ông lại dữ dằn tới vậy, mặc dù cũng lường trước sự việc con sẽ phản ứng về việc này. Nhưng ông tin rằng con sẽ hiểu và thương ba. Ai ngờ vừa gặp mà con lại có hành động dã man đến như vậy. May mà từ trên cao té xuống không bị đập đầu. Nếu không thì ông cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Bước vào phòng, ông giật mình khi thấy cô đang mỉm cười. Ông hiểu cô làm vậy để cho ông đỡ khó xử mà thôi. Lần ra mắt đầu tiên thật đáng nhớ anh ha. Người đâu mà dữ quá à. Anh xin lỗi. Ai làm thì người đó phải xin lỗi, nhất định không có lần hai đâu. Em chỉ sợ anh khó xử thôi. Ông Thắng ngạc nhiên. Em vừa nói cái gì? Em không sợ. Đúng, cô ta đánh thì em phải tự vệ chứ. Nhưng nếu em đánh lại thì có vi phạm hợp đồng không? Không, trong hợp đồng không có cái vụ này. Nhưng thôi, em đừng có lo, anh sẽ nói chuyện với nó. Vậy thì được. Tại sao lại cười? Em nhượng bộ lần này nhưng không thể có lần sau. Em định đánh nhau với nó hay sao? Vậy thì còn ra thể thống cái gì nữa? Ai lại hai mẹ con đánh nhau rồi còn anh thì sao? Theo như anh nói thì nó đánh em, nhưng em không có được đánh lại đúng không? Vậy thì hủy hợp đồng. Ôi trời ơi, nghe cô nói mà ông Thắng chỉ biết ôm đầu. Cô gái tên Hà Thanh Vi đang ngồi trước mặt, không có đơn giản như ông tưởng. Nhưng cô ấy nói đúng. Cô lấy ông không phải để cho con gái riêng của ông bắt nạt được, mà cô phải mạnh mẽ để tự vệ. Chính ông mới là người có lỗi khi nuông chiều con gái quá đà. Sự việc vừa rồi chính là lời cảnh tỉnh cho những người làm cha như ông. Nhưng nếu hai người xảy ra đánh nhau thì sao? Ông là người đứng giữa, biết phân xử thế nào? Nhưng ông chợt nghĩ, hay là cứ để cho Thanh Vi dạy dỗ con bé? Ông nói, anh cấm em không có được nhắc đến ba chữ hủy hợp đồng. Không lẽ với thời gian hơn 2 năm mà những việc anh đã làm cho em mà em không có mảy may có một chút tình cảm nào hay sao? Việc đó thì khác, nhưng không lẽ em cứ phải chịu để cho con gái của anh bắt nạt hay sao? Chắc anh cũng không có muốn điều đó, đúng không? Em muốn thay anh dạy dỗ nó. Anh lo cho em thôi, con bé ngang bướng lắm.
Vậy cứ ngang bướng là được tự cho mình cái quyền đánh người, muốn gì phải được đáp ứng hay sao? Ông Thắng im lặng. Ông chỉ nghĩ đơn giản, vì con gái thiếu tình thương của mẹ, ông muốn bù đắp cho con cả về tình thương lẫn vật chất. Nhưng con ông thì lại khác. Ái Liên nghĩ, nhà chỉ có một mình cô với khối tài sản lớn như vậy thì ăn bao giờ mới hết. Cô không nghĩ nếu như một ngày ba cô lại lấy vợ, rồi ba có thêm con, như vậy đồng nghĩa với việc ba phải san sẻ tình cảm và tài sản với người ta. Mẹ thì mất rồi, cô sẽ mất đi tất cả. Ông im lặng. Chính ông cũng không biết phải nói với cô như thế nào. Ông hoàn toàn không muốn gia đình xào xáo để thiên hạ cười chê. Nhưng nếu như con gái ông cứ ngang ngược ăn hiếp Thanh Phi, thì ông cũng không có thể để yên được. Ông đành di hòa di quý nói với cô. Em thương anh thì nhường nhịn nó một chút. Con bé nó mất mẹ lại được nuông chiều nên mới như vậy. Hơn nữa em sống với anh chứ không phải sống với nó. Con gái anh nó ở nước ngoài, thỉnh thoảng mới về, anh sẽ bù đắp cho em. Ngước đôi mắt lớn ngạc nhiên nhìn ông Thắng. Em biết anh sẽ là người khó xử, nhưng cũng không thể để nó bắt nạt em. Hơn nữa, nó lại được bác hai hỗ trợ nên càng làm tàn. Em đồng ý với anh sẽ cố gắng nhường nhịn, nhưng cũng ở phạm vi cho phép thôi. Còn nếu làm quá đáng, mà nhất là dùng vũ lực đối với em, thì không có ổn, em phải tự vệ chứ. Được, anh sẽ nói chuyện với nó. Sau khi hai người ra khỏi nhà, Ái Liên vội rời nhà đi sang nhà bác hai. Vừa đến cổng, cô đã khóc bù lu bù loa, làm cho bà Kiều ngạc nhiên. Cháu về hồi nào? Tại sao lại khóc? Dạ, cháu khổ quá bác à. Chuyện đâu còn có đó. Bác nói với cháu để ngăn chặn không có cho ba lấy vợ thôi, phải bình tĩnh chứ. Ngăn cái gì nữa hả bác? Cô ta và ba cháu sống với nhau từ lâu rồi. Cháu về chỉ hỏi thôi cũng bị cô ta đánh tối mặt luôn nè. Đau quá bác à. Thanh Duy từ trên lầu đi xuống, vừa nghe Ái Liên nói Vi và ông Thắng đã lấy nhau. Anh tỏ ra tức giận tột độ, nắm cổ tay Ái Liên hỏi gằn từng tiếng. Em vừa nói cái gì? Có thật hai người sống với nhau không? Không thể nào. Anh hai làm em đau. Anh coi nè. Nói rồi cô giơ cổ tay bầm đỏ, mà lúc nóng giận ông Thắng đã kéo ra khỏi phòng. Chợt bà Kiều nhìn thấy vết đỏ trên má cô. Trời ơi, cháu tôi bị sao vậy nè? Cô ta đánh cháu đó. Cháu không ngờ ba cháu lại binh ninh, cô ta càng làm tới. Thanh Duy gầm lên. Đừng có nói nữa, anh không có tin Vi là con người như vậy. Bà Kiều quắt mắt nhìn con trai. Sự việc rành rành như vậy mà mày còn tin với không tin. Bác sẽ không có bỏ qua cho nó đâu. Một trận vừa rồi mà chưa biết sợ hay sao? Thanh Duy bỏ chạy lên lầu. Tiếng của Ái Liên vẫn văng vẳng bên tai. Hai người đang sống với nhau. Anh bịt tai lại nhưng vẫn nghe rõ tiếng nói đó. Anh đau khổ và không thể tin được những gì đang diễn ra. Tại sao Thanh Vi lại có thể tàn nhẫn với anh như vậy? Hôm gặp lại cô ở công ty, mặc dầu cô từ chối, nhưng anh cũng chỉ nghĩ cô không có thích mẹ anh mà nói vậy thôi. Không ngờ. Tiếng của bà Kiều và Ái Liên ở dưới nhà dưới bỗng trở nên nhỏ to, không có ồn ào như hồi nãy. Không biết bà ta nói những gì mà chỉ Ái Liên gật đầu tỏ vẻ căng thẳng. Hai người chụm đầu bàn tán, nhưng khi Thanh Duy đi xuống lại im bặt. Thấy con trai như chuẩn bị đi đâu, bà vội hỏi. Con đi đâu đó? Con đến công ty gặp cháu Thắng hỏi cho rõ. Vừa nghe thấy vậy, Ái Liên vội chạy ra ôm lấy anh năn nỉ. Anh hai làm vậy thì chết em, ba em giết em đó. Em vừa nói cái gì? Em thì biết sợ ai chứ. Những lời em nói anh không có tin. Anh phải hỏi chú Thắng. Nếu đúng từ miệng chú ấy nói ra thì mới đúng. Không lẽ anh hai cho rằng em bịa đặt ra chuyện này hay sao? Nhìn những vết thương trên người em mà anh còn chưa tin à? Bà Kiều cũng thêm vào. Đúng rồi con à. Nhìn con bé mà mẹ cũng đau lòng lắm. Nhưng dù sao chuyện cũng đã xảy ra. Chắc lúc nóng giận nên chú mới như vậy. Chứ hồi nào giờ có bao giờ chửi mắng con bé đâu. Chẳng qua là do con kia nó suối bẫy nên mới... Vì quay vào nhà. Trước khi lên lầu, anh quay lại nói. Cho dù có nói thế nào thì con cũng không tin. Nghe lời bà Kiều, Ái Liên quay trở về nhà. Và cô ngạc nhiên khi cửa vẫn khóa.
Như vậy ba và cô ta chưa có về. Vậy là sao chứ? Không lẽ cứ cú né trong phòng vừa rồi cô ta bị làm sao? Không bao giờ có chuyện đó. Nhưng cô nghe lời bác hai khuyên là phải hết sức bình tĩnh và tuyệt đối không có thể để cô ta sống ở ngôi nhà này. Bà muốn đưa cô ta đi đâu thì đi. Một kế hoạch đã được vạch ra trong đầu và cô bắt đầu chờ đợi. Để Thanh Vi nằm nghỉ ngơi, ông Thắng tranh thủ ghé về nhà lấy cặp hồ sơ ông để trong phòng. Mà lúc xảy ra việc ông vội quá không có đem theo. Về đến nhà, ông thấy cửa vẫn mở, chứng tỏ Ái Liên con gái của ông đang ở nhà. Như vậy cũng tốt, ông sẽ nói chuyện nghiêm túc với con và hy vọng rằng con sẽ nghe lời mà không gây ra chuyện như vậy nữa. Chợt tiếng Ái Liên từ trong phòng vọng ra làm cho ông dừng chân rón rén đi thật khẽ. Hình như con ông đang nói chuyện với một ai đó mà không biết cha mình đã về. Tiếng cô cười giòn tan. Ba tao hôm nay là vợ chứng đòi lấy vợ mày à. Mà con nhỏ đó mày biết là ai không? Nó chính là người yêu của anh hai tao. Thiệt là mắc cười ghê đó. Không biết đầu dây bên kia nói cái gì, tiếng Ái Liên nói tiếp. Mày khỏi lo, tao vừa dằn mặt nó rồi. Bác hai khuyên tao phải bình tĩnh tìm cách rút tiền của ba tao. Rồi khi ổng tay trắng, xem nó còn bám tới ổng nữa hay không. Lúc đó ba tao mới sáng mắt ra và hiểu rằng thế nào là một túp liều tranh hai trái tim vàng. Ông Thắng thật bất ngờ, không thể tin được những điều ông vừa mới nghe. Lại được nói ra từ chính miệng đứa con gái mà ông hết mực cưng chiều. Ông phải vịn tay vào tường để đi vào phòng và nằm vật xuống. Ông bỗng cảm thấy mệt và khó thở, như có một khối nặng đang đè lên trên ngực mình. Rồi ông thiếp đi. Lúc tỉnh dậy, ông thấy đầu đau như búa bổ. Nhìn ra ngoài thấy cửa phòng vẫn còn mở, còn không biết Ái Liên con gái ông đi đâu. Chợt nhớ đến Thanh Vi đang nằm ở bệnh viện. Ông cố gắng gượng dậy và đi ra ngoài. Vừa bước xuống cầu thang nhìn ra phòng khách, ông thấy con gái đang ngồi ở đó, nét mặt lạnh lùng. Nó không thèm hỏi ba xem có làm sao không, và dường như không có thèm biết sự hiện diện của ba mình trong ngôi nhà này. Cố gắng dằn lòng lại và tự nhủ phải hết sức bình tĩnh, ông lên tiếng. Ba về định nghỉ một chút nhưng rồi ngủ quên. Ái Liên chợt nghĩ. Ông hang phục vụ vợ trẻ thì mệt là đúng rồi. Thấy con gái không nói gì, ông Thắng biết nó còn giận cái chuyện hồi chiều nên không nói gì nữa mà lặng lẽ ra xe đến bệnh viện. Ngày mai ông có cuộc hẹn với đối tác về một dự án sắp tới nên ông đành gác mọi chuyện lại sau. Chiếc cặp tài liệu vẫn để ở ghế sau, nhưng ông không thể ngờ rằng con gái ông đã đánh tráo nó. Đến bệnh viện, ông thấy vợ chồng cậu Hải đang chăm sóc cho Vi làm cho ông cảm động, thấy ông tỏ vẻ ái ngại. Như ý vợ của Hải nhìn ông cười. Sếp cứ để cho em chăm sóc cổ. Đợt này có bà nội coi chừng các cháu nên em cũng rảnh. Vậy có tiện không? Tôi định thuê bác sĩ chăm sóc. Dạ không có sao, sếp cứ để cho chị em được tâm sự với nhau. Thấy Thanh Vi nhìn ông cười gật đầu, ông Thắng cảm động. Vi đồng ý là tôi đồng ý, vậy làm phiền cô rồi. Nhưng ông Thắng không biết rằng khi ông rời khỏi nhà thì có hai tên lạ mặt đi trên một chiếc xe phân khối lớn bám theo. Trời đã tối nhưng vẫn còn oi bức lắm. Ông và Hải lững thững đi ra ngoài như muốn thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt và cố tìm một luồng gió lẻ loi. Thấy chị Như Ý, vợ của anh Hải ngồi ngủ gật ở cuối giường. Thanh Vi kéo mền đắp cho chị rồi nhẹ nhàng ra ngoài đi toilet. Khi cô vừa ra khỏi phòng thì bỗng có hai tên lạ mặt xông vào phòng. Rất nhanh, một tên chụp cái khăn có thuốc mê vào miệng của chị Như Ý rồi nhanh chân cõng chị ra ngoài. Sự việc xảy ra nhanh đến nỗi không ai biết được. Khi đi vệ sinh xong quay trở vào thì Thanh Vi không thấy chị ấy đâu, bèn gọi. Chị Như Ý ơi! Chị ơi! Lúc này ông Thắng và Hải cũng đang ngồi ở dưới căng tin bệnh viện nên không hề hay biết. Chợt ông Thắng như nhớ ra điều gì vừa nói với Hải. Ngày mai có cuộc gặp quan trọng với chủ đầu tư. Cậu kiểm tra lại hồ sơ thật chu đáo, đừng có để sai sót không có đáng có. Hồ sơ phao giấy em đưa cho sếp, dữ liệu còn lưu lại ở trong máy, tối về em kiểm tra. Tôi có mang theo để trong cặp, sợ tối nay phải ở lại bệnh viện nên có gì sáng mai tiện đi luôn. Hơn nữa tôi muốn thay đổi một số vấn đề về phương án bảo lãnh.
Em nhớ trong phao hợp đồng họ có cho tạm ứng trước 10% mà. Nhưng số tiền tạm ứng sẽ trừ dần trong những lần thanh toán. Vậy nếu như lần thanh toán cuối cùng mà bên chủ đầu tư chậm trễ trong khi số tiền tạm ứng còn rất ít, vậy rủi ro sẽ ở phía mình. Tôi muốn bên họ phải bảo lãnh một số tiền tương đương gấp 3 lần số tiền thanh toán, không có quỹ ngang, xuyên suốt hợp đồng luôn. Cậu Hải đứng dậy. Vậy sếp chạy một chút nghe, em ghé phòng lấy hồ sơ rồi sửa luôn. Được rồi, cậu đi đi. Cậu Hải đi rồi, còn lại một mình, ông Thắng vẫn còn thắc mắc về nội dung cuộc điện thoại mà con gái ông nói chuyện với ai đó hồi chiều. Nếu suy đoán theo cách xưng hô, thì chắc chắn đó là một cô bạn thân nào đó. Ông chợt giật mình khi con nhắc đến tên bà Kiều. Như vậy, có thể trong lúc ông đưa Thanh Vi đi cấp cứu, thì con gái ông và bà Kiều đã gặp nhau. Ông hiểu tính con của mình. Nếu như không có sự tác động của bà Kiều, thì không thể có những mưu tính kia được. Nhưng tại sao bà ấy lại xui khiến con ông tìm cách moi tiền của ba? Từ trước tới bây giờ, có khi nào ông để cho nó phải thiếu thốn đâu. Bỗng tiếng của cậu Hải gọi hốt hoảng, làm cho ông cắt ngang dòng suy nghĩ. Nguy rồi sếp ơi, vợ của em... Vợ của em làm sao? Nói xong, Hải vội chạy ra cổng bệnh viện mà không kịp trả lời, làm cho ông không hiểu vợ cậu ấy đã xảy ra chuyện gì. Chợt nhớ Thanh Vi đang ở trong phòng một mình, ông cũng vội vàng đi thật nhanh và linh tính có chuyện không lành. Về đến nơi thấy cô đang khóc và sợ hãi tột độ, ôm cô trong lòng, ông dỗ dành. Yên tâm đi, có chuyện gì nói anh nghe, chắc vợ chồng cậu ấy giận một chút rồi lại làm lành ngay thôi. Chị ấy mất tích rồi. Em nói cái gì? Tại sao lại mất tích chứ? Em cũng không biết nữa. Lúc đi vệ sinh thì chị ấy đang ngủ. Khi em trở vào thì không thấy chị đâu nữa. Chắc cô ấy đi đâu đó thôi. Em đừng có lo lắng. Em điện thoại cho cổ chưa? Nếu chị ấy đi đâu thì tại sao không chờ em vào? Hơn nữa, dép và điện thoại của chị vẫn còn ở trong phòng. Nghe tới đây, thì chính ông Thắng cũng cảm thấy lo lắng. Chuyện xảy ra không có đơn giản như ông nghĩ. Tại sao cô ý mất tích lại đúng vào lúc ông và cậu Hải đi ra ngoài? Mục đích của chúng là ai? Tại sao chúng tới chỉ thấy là bắt người? Chứng tỏ đã có người sai khiến và đối tượng chúng cần bắt là Thanh Vi chứ không phải cô ý. Nhưng tại sao chúng lại biết Vi điều trị ở đây? Như vậy, có thể người dẫn đường cho chúng là chính là ông. Nếu đúng như ông dự đoán, thì ông cũng đã đoán ra kẻ chủ mưu trong cái chuyện này là ai. Ông Thắng nhìn Vi đang run sợ mà hối hận. Chính ông đi đến quyết định kết hôn với cô cũng đồng nghĩa gây nguy hiểm cho cô. Ông đã chủ quan mà không lường trước được sự việc, mà làm sao có thể cảnh giác ngay với chính người nhà chứ? Ở cạnh bên, Vi vẫn tỏ ra lo lắng. Nếu hôm nay không có chị ý ở đây, thì người bị bắt chính là em. Tội nghiệp chị quá. Em cứ bình tĩnh. Những lúc như vậy phải hết sức bình tĩnh mới được. Không thể bị động. Anh rất lo cho em. Em chỉ không có yên tâm vì đang bị thương thôi. Chứ nếu bình thường khỏe mạnh thì bắt được em cũng khó. Em cứ chủ quan à. Chúng ra tay bất ngờ như cái vụ té vừa rồi đó. Thanh Vi im lặng. Bởi ông Thắng nói không sai. Một phần vì cô chủ quan. Hơn nữa, lúc Ái Liên vào phòng quá nhanh mà cô thì đang đứng giơ tay lên cao. Lưng quay lại nên không có nhìn thấy. Hơn nữa, cô ta ra tay thật nhanh và bất ngờ. Nếu như vừa rồi bị bọn chúng đến bắt cô thì vai phải đang băng bó chứ còn tay trái thì quả thật cô sẽ gặp khó khăn. Nhưng có một điều cô hơi thắc mắc là tại sao với một người cũng đã học qua võ thuật như chị Ý mà lại để chúng bắt dễ như vậy. Hồi chiều, hai chị em cũng đã nói chuyện với nhau rất nhiều. Khi nghe Vi nói bị con gái riêng của ông Thắng đánh, thì chị có chỉ dạy cho cô cách tự vệ. Nhưng khi nghe Thanh Vi cũng được học qua một khóa karate, thì chị cũng mừng. Chị Ý còn chọc cô, sao mà lại để xảy ra cái chuyện như vậy? Bây giờ cô mới hiểu, lúc nào cũng phải cảnh giác, kẻ thù luôn rình rập quanh ta, kể cả người thân cũng vậy. Anh sẽ thuê vệ sĩ để bảo vệ cho em. Em có thắc mắc. Em thắc mắc cái gì? Một người có nghề như chị Ý thì tại sao lại bị bắt dễ như vậy chứ? Theo em đoán thì chúng ra tay khi chị ấy đang ngủ và có sử dụng thuốc mê.
Ông Thắng ngạc nhiên. Tại sao em biết? Thì chị ấy nói với em mà, còn chỉ cho em cách tự vệ khi bị tấn công. Nếu đúng như em nói, thì cô ấy sẽ biết cách để thoát thân. Em phải hết sức cẩn thận, tuyệt đối không có bao giờ được chủ quan đó, nhớ chưa? Thanh Vi cười, làm ông Thắng cũng có phần ngạc nhiên. Cô định nói để ông yên tâm, nhưng rồi lại thôi, bởi cái gì bất ngờ cũng đều thú vị. Anh nói thuê vệ sĩ bảo vệ em đúng không? Đúng rồi, có như vậy anh mới yên tâm được. Vậy anh cho em được lựa chọn người bảo vệ cho mình nghe. Ông Thắng ngạc nhiên trước đề nghị này. Tại sao Vi lại muốn tự mình tuyển bảo vệ chứ? Không hiểu cô nói vô tình hay là sự việc xảy ra với cô ý nên làm cho cô hoảng sợ. Ông quan tâm. Em muốn chọn ai? Nhưng anh phải đồng ý thì em mới nói. Anh đồng ý ngoài trừ cậu Duy. Nghe ông Thắng nói vừa dứt lời, Thanh Vi cười lớn. Trời ơi, anh nghĩ sao mà em gọi cậu ấy chứ? Nghĩ lung tung không à? Cẩn thận vẫn hơn mà. Nói xong, ông Thắng cũng cười. Từ ngày gặp cô, ông thấy mình như trẻ lại. Cô hay cười và chọc ông. Nhiều khi cũng cảm thấy sự chênh lệch về tuổi tác cũng tạo nên những rắc rối về hệ lụy, ngay cả trong suy nghĩ và tư duy. Nhưng ông thích cô ở sức trẻ, suy nghĩ chín chắn và chân thành. Cô nhìn ông cười. Một người bạn nam. Người cô chọn ở đây chính là Trần Tùng, huấn luyện viên của cô. Chỉ có anh thì cô mới yên tâm được. Nhưng ông Thắng lại nghĩ khác. Ông sợ cô có mối quan hệ khác rồi lại quên ông. Thế vậy cô cười. Lại nghĩ lung tung à nghe. Người này em mới yên tâm và em cũng muốn anh tin tưởng em. Ông Thắng gật đầu miễn cưỡng. Thôi được rồi, anh tin em. Nói để cho cô vui, nhưng ông ra ngoài liền gọi về văn phòng thám tử và công ty vệ sĩ. Bởi ông biết lần này là chúng bắt lầm, nhưng sẽ không có lầm lần hai. Điều ông thắc mắc là chúng đem người ra bằng cách nào, bảo vệ bệnh viện ở đâu. Mặc dù lúc đó trời tối, nhưng cũng không đến nỗi không có nhìn thấy. Chờ cho hai vệ sĩ tới, ông nhanh chóng đến phòng gặp viện trưởng Lâm. Một bàn tay vỗ vào vai ông phía sau, giật mình quay lại, ông bỗng la lên khi nhận ra cậu bạn thân hồi cùng học phổ thông, đó là Lê Quang. Ủa, ở đâu bỗng xuất hiện ra một ông bạn quý vậy nè? Nghe nói ông giàu lắm nên tôi phải tìm ông cho bằng được đó. Ông Thắng cười. Bình thường thôi, đứa nào mà đồn tôi giàu chứ, ông chỉ cho tôi xử nó coi. Mà ông làm gì, đừng có nói là buôn lậu nghe. Ông Thắng kéo tay bạn đi về phía căng tin bệnh viện. Cũng gần 30 năm, hai người bạc tin tức sau khi tốt nghiệp phổ thông. Vì nhà khá giả nên khi vừa mới tốt nghiệp thì ông được cha mẹ cho đi du học tại Anh Quốc chuyên về lĩnh vực xây dựng. Còn các bạn thi và học ngành gì ông đều không biết. Hai người chọn một bàn khá kín đáo ngồi nói chuyện. Ông Quang kể cho bạn mình nghe về ngành mình theo học và quá trình công tác. Nghe xong ông Thắng vỗ vai bạn có vẻ khoái chí. Hay, cậu học cảnh sát là đúng sở trường. Ngày còn học ở trường tụi mình hay chọc cậu là tình báo dỗm. Nè, đừng có mà coi thường ông tình báo này nghe, nay lên trùm rồi đó. Tôi không có sợ đâu, dân làm thuê kiếm gạo chứ có làm gì đâu mà lo. Ông tình báo đi chỗ khác chơi à. Hai người vừa uống nước vừa nói chuyện, lâu ngày không gặp nên cứ hết chuyện này chưa xong lại đã sang chuyện khác. Bỗng ông Thắng hỏi. Ủa? Nói chuyện nãy giờ mà mình chưa biết cậu làm cái gì ở đâu. Tôi mới có quyết định chuyển về công an thành phố. Hoài quá ha. Có bạn làm lớn như vậy mà phải nghĩ cách để nhờ giả mới được đó. Đang cười đùa, chợt ông nhớ đến cái vụ cô ý vợ của ông Hải bị bắt cóc ngay ở phòng của Vi trong bệnh viện. Kéo tay ông Quang, ông nói. Có việc cho cậu làm rồi đây. Ông Thắng kể cho ông Quang nghe về việc cô Như Ý bị mất tích và hoàn cảnh của mình. Im lặng một hồi, ông Quang nói. Tôi muốn xem camera ở cổng bệnh viện. Đi theo tôi. Hai người rời căn tin đến phòng viện trưởng Lâm. Nhìn qua camera gắn ở cổng bệnh viện, ông Quang chú ý đến hai người chở nhau bằng xe máy. Và có một điều ông quan tâm là tại sao hai người đều mặc áo mưa trong khi trời lại không mưa.
tại sao bảo vệ lại cho họ ra ngoài dễ dàng mà không hề thắc mắc. Viện trưởng Lâm ngay lập tức cho gọi người trực bảo vệ đó là chú Tư. Mặc dù tuổi đã cao, nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên bệnh viện vẫn để chú làm. Bước vào phòng viện trưởng, chú Tư tỏ ra lo lắng, giọng run run. Thưa viện trưởng, gọi tôi có chuyện gì không? Chú cứ bình tĩnh, hôm nay ca chú trực đúng không? Dạ, đáng lý ra tối nay tôi trực từ 18 giờ đến 6 giờ sáng mai, nhưng... Thấy chú Tư bảo vệ ấp úng, ông Quang động viên. Chú cứ bình tĩnh trình bày đi. Nhân vì bà xã tôi bệnh, nên nhờ cậu Tiến coi giùm tôi tới trễ. Xin viện trưởng thông cảm, tôi xin hứa sẽ không có tái phạm. Vậy cô nhà chú đã bớt bệnh chưa? Khi nghe ông Thắng hỏi, chú Tư quay sang lấy ống tay áo lau dội nước mắt. Dạ, bà đang nằm ở nhà. Sao chú không đưa cô đến bệnh viện điều trị? Tôi khổ lắm ông ơi. Quay sang viện trưởng, ông Thắng nói. Anh cho bà cụ nhập viện điều trị, chi phí tôi lo. Bỗng ông Tư vội rời khỏi ghế định quỳ xuống đất trước mặt ông Thắng, nhưng ông đã nhanh hơn, vội đỡ ông ấy ngồi lại ghế, miệng nói. Chú định làm cái gì vậy? Chú làm vậy kỳ lắm là nghe. Tất cả những gì chú muốn nói tôi đều biết rồi. Nhưng cả ba người đều ngạc nhiên khi ông Tư nghẹn ngào chắp tay nhìn về phía ông Thắng. Cảm ơn ông, bà nhà tôi còn chịu đựng được, xin ông cứu giúp. Bác nói vậy là sao? Có nghĩa bác gái không có bệnh hay sao? Dạ có, bà ấy cũng nặng lắm, nhưng thằng Tí con tôi còn nặng hơn. Vậy thì đưa cả hai vào bệnh viện điều trị đi, nhờ viện trưởng giúp tôi. Nói xong, ông Thắng vội nhìn ra ngoài như cố ngăn dòng nước mắt. Ông lại nhớ cách đây hơn 2 năm, một cô gái tên Thanh Vi cũng cầu xin ông như vậy. Biết bao giờ người dân mới hết nghèo, hết khổ. Ông thở dài. Mãi nói chuyện mà mọi người quên luôn chuyện cô Như Ý bị bắt cóc. Duy chỉ có ông Quang vẫn đang chăm chú nhìn camera. Bỗng ông Quang nhìn ông Tư rồi nói. Bác có thể trình bày sự việc được không? Cụ thể lúc bác đến bệnh viện là mấy giờ? Trước đó ai trực cổng? Bác cứ bình tĩnh viết ra giấy. Còn vợ con bác bị bệnh thì tạm thời xem như ổn rồi. Bệnh viện sẽ cho xe tới đón. Ông Tư như cố lại một chuyện gì đó. Rồi ông chậm rãi. Tôi cũng không biết nữa. Lúc chuẩn bị đi làm thì cậu Tiến gọi điện cho tôi nói rằng chú cứ ở nhà chăm lo cho cô rồi vào trễ cũng được. Tại sao cậu Tiến lại biết vợ chú bệnh? Chú có nói cho cậu ấy biết không? Bà nhà tôi bệnh lâu rồi, hoàn cảnh nhà tôi ai cũng biết. Thôi được rồi, bác ra làm việc đi. Ông Tư cúi chào ba người rồi bước ra ngoài. Bỗng ông quay lại nói với ông Thắng. Chú hứa giúp vợ con tôi chữa bệnh. Ông Lâm cười. Chú đừng có lo, xe của bệnh viện đi đón vợ con chú rồi. Ông Tư chắp tay. A Di Đà Phật, Phật mẹ Quan Âm nhìn thấy hoàn cảnh nhà tôi rồi. Nãy giờ ông Thắng im lặng, chợt ông quay sang ông Quang tỏ vẻ lo lắng. Ông đã nghĩ ra manh mối gì chưa? Ông Quang trầm ngâm. Bắt đầu từ tên Tiến bảo vệ. Quay sang viện trưởng Lâm, ông Quang nói. Anh có thể cho tôi xem hồ sơ của người này được không? Được chứ. Dỗ dai ông Thắng đang tỏ ra lo lắng, ông Quang cười. Đừng có lo lắng quá. Cũng tại ông có nhiều tiền nên chúng nó mới quan tâm. Chứ ông mà rách túi thì không có ma nào thèm bắt cóc mà làm gì đâu. Nhưng theo như ông nói, cô ý có giỏ để tự vệ thì cũng đỡ. Hai tên bắt cóc chẳng qua là làm thuê thôi. Vấn đề là tên chủ mưu đứng ở phía sau là ai. Bắt cóc cô vợ trẻ của ông nhằm mục đích gì? Rất có thể chỉ là để cảnh cáo cô ta, còn mục đích chính là nhằm vào ông. Tôi chủ quan không có nghĩ chúng lại dám làm như vậy. Vì tiền thì chúng có thể làm nhiều hơn. Ông không có thể hình dung được đâu. Ông thử nghĩ xem con gái của ông sẽ nghĩ gì nếu như ba lấy vợ sanh con. Như vậy tài sản và cả tình thương của ông đều san sẻ cho người khác. Lúc đó cô ta sẽ không còn là duy nhất. Nói xong ông Quang đứng dậy đi trước. Còn ông Thắng ngồi lại hỏi gì vết thương của Vi
và chuẩn bị cho cô ra viện. Lúc ông quay trở về phòng, thì ông nhìn thấy một trong hai tên vệ sĩ bảo vệ cho Vi. Tên này đang đứng nói chuyện với một tên thanh niên khác sau cầu thang. Vô cùng sửng sốt và tự hỏi về cái tên vệ sĩ mà ông thuê. Thật ra anh ta là ai? Công ty vệ sĩ này là như thế nào? Tốt nhất là ông nên tìm hiểu. Cho nên ông đứng né vào góc khuất theo dõi. Vì khoảng cách khá xa nên ông không có nghe được chúng nói chuyện gì. Chỉ thấy tên thanh niên đưa cho tên vệ sĩ một gói gì đó, rồi tên kia bỏ vào túi và đi vào phòng Thanh Vi. Giật mình tỉnh dậy, Như Ý bỗng thấy mình đang nằm ở một ngôi nhà quan. Sở dĩ cô nghĩ như vậy, bởi nhìn bao quát ngôi nhà không có ai, bình tĩnh lại để nghĩ về sự việc xảy ra. Cô nhớ ngồi nói chuyện với Thanh Vi xong cô buồn ngủ, rồi gục đầu xuống giường và cũng ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Sự việc xảy ra sau đó cô không hề biết. Kéo tóc ngửi mùi, cô thấy có mùi thuốc mê, như vậy là đã rõ. Trong lúc cô đang ngủ thì có kẻ lạ mặt xông vào phòng và đánh thuốc mê rồi đưa cô đi về đây. Nhưng chúng là ai và tại sao lại bắt cô chứ? Cô giật mình khi nghĩ rằng người mà bọn chúng muốn bắt cóc là Thanh Vi chứ không phải cô. Nhưng chúng đã bắt lầm. Vậy bây giờ cô phải làm sao? Không có điện thoại để tìm cách báo cho Vi. Cô chỉ lo cho Vi chủ quan vì vết thương dai còn đau lắm. Chợt có tiếng nói bên ngoài, cô vội vàng kéo tóc che mặt và nằm im như vẫn chưa tỉnh để theo dõi. Tiếng bước chân đang đi lại gần, hé mắt nhìn qua mái tóc. Cô thấy có hai tên thanh niên xăm trổ và một người phụ nữ trung tuổi đang đi vô. Vừa nhìn thấy cô đang nằm ở dưới đất và ta vội la lên. Con mẹ mày, tụi mày bắt lộn rồi, con kia cao gần 1m7 mà. Một trong hai tên trả lời. Thì bà yêu cầu bắt cô gái trong phòng mà ông kia đưa vào, thì có một cô này chứ làm gì còn cô nào nữa. Tụi mày vào lộn phòng rồi con ơi. Mẹ kiếp, không có cần nói nhiều. Người đưa về là giao tiền, và tưởng dễ đưa ra khỏi bệnh viện hả? Ta còn biết, tụi mày phải giao đúng người thì mới ra tiền. Một tên hùng hổ xông lại phía người đàn bà, tiện tay giật nhanh sợi dây chuyền trên cổ bà ta. Quá bất ngờ, người đàn bà định xông lại, nhưng chợt nhớ nơi này vắng vẻ, nên bà ta đành thôi, hậm hực chửi thề rồi lên xe đi mất. Bỗng một tên nói. Còn tên này xử sao mày? Kệ nó đi, đi. Chờ cho bọn chúng đi khuất, Như Ý nhanh chân bỏ chạy. Cô nhắm về hướng có ánh sáng đèn điện mà đi tới. Chỉ cần ra khỏi lộ là cô có thể tìm cách để trở về nhà. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện Mẹ Kế Tuổi Teen, tác giả Nguyễn Hiền. Đến đây Lam Phương chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong tập 5 của bộ truyện.